Hi everyone, welcome to my Hard Rock Gaming channel, bắt đầu từ game Dragon Quest Heroes. Quá.
Greenhouse Gate. We can't go any further. There's rust. Okay, go to the garden. Wow, cut those today, but. Ta chưa cắt cắt thì cũng tăng rồi. Tao đặt con số rồi. 5543. Mua tát hết rồi mày. Okay. I go to the trap. No. Hey. Okay.
Xin được cùng nhau mình xong vậy. Chờ đây mình chiếc chìa khóa thôi. Mình cũng vẫn chuyển qua tự nhiên tiếp theo nào. Granny 3. Chúng ta đã khỏi đây bằng cánh cửa các bạn. Chiếc rô la
Okay, big fan. Zero, two, and five. At least be highest. Six. No running in the halls. Oh my god. 15 seconds. Detention for you. You should know better. Let's see. No running in the hall. I have 30 seconds. Detention for you. When will you learn? Okay. Một chú có đi tự nhiên tiếp theo nào. Grandpa and Granny Home Escape. Challenge. Thank you.
week. Maybe try to reignite and ionize it. Green line. Red line. Hardly my one. Green line. Red line. 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 Okay, I think I want. Survival. Tôi tạm trong 30 giây. Đứng yên các bạn. Rồi đó đứng đây. Sport in back of security.
Let's go. Tiếp theo nè, xin lên đầu đi này. Tìm đủ 6 object để chúng ta được lên không vậy?
Sorry for the bad one. Ô, cho vào lại căn nhà bạn nãy nào. Ok, tìm đủ 6 vật phẩm cho anh em chiến thắng bạn nhé. Và đây qua đây cuối cùng rồi. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Thank you and see you soon. Bye bye.